hàng rồi các bạn. Gặp hàng rồi. Quẩy thật. Bụng rưỡi. Mệt chưa em? Vừa quay vừa dòng hơi mỏi tay thì vớ cháu với. Nó chạy. Chấm cỏ. Vớt đầu quá nhá. Nó cũng mệt rồi. Sụp đầu rồi. Hạ thấp tay rồi. Cô hạ thấp vừa rồi. Bắt. Đây. Tôi có để đó để sao được. Cái này lưỡi nó mất rồi đấy. Nó to quá. Đây rồi ra rồi. Không được. Cho được. Có nghĩa là cho ra được nhưng lại phải ấy vào. Để cho tháo cái lưỡi ra đã. Ý của nó như thế vậy. Cái này. Nó phát nó phập vào tay ấy. Để mình cho ra thôi này. Mình ấy vào nó thấy ấy. Giờ mình cho lấy cái đồ gỡ. To lắm các bạn. Cả lại lưỡi nó phập tay các bạn. Dẫy cái lưỡi phập vào tay đấy. Cô bỏ ra, dặn sức cước của nó. Cầm máy cháu ạ. Cầm máy cháu ạ? Quay cho cháu. Đấy, thóc bê con này ra. Nó toạt nào mất. To ra rồi. Đấy. Ở dưới đây mà bê cho nó khỏi đi không ao. Nó thấy đầu hay chưa thấy cá. Ôi. Chưa thấy. Rồi. Cái này. Nhưng mà xa này